Xin chào anh em, hôm nay lại tiếp tục làm video thả diều cho anh em nhá. Hôm nay mấy anh em đây xuống Bình Kiều, đây, xuống nhà một người bạn này đang, đấy, cụ em mình đang lấy mấy cái sáo ra để xem một tí thả, em quệt cho mọi người nghe tiếng tí, quệt từng bộ một cho mọi người nghe tiếng. Đanh không? Rất đanh luôn. Ừ. Sợ văng không? Cầm ngang ngang ra, cầm ngang ngang ra, đúng rồi. Tiếng hay nhỉ? Ồ ồ ồ. Ừ. Bộ này lên cũng ấy. Chỉ cần diều bé thả con đấy được. Cồng. Cồng chắc 90. Cồng 90 à? Quay thử xong có kêu không? Ừ. Tí nữa ở dưới này cũng có gió to đấy. Nếu mà thả thì chắc là tí nữa anh em mình sẽ thả con này. Đấy. Con này chắc được có khoảng gần 4 mét. Kiểu tre. Ở đây nhà anh cũng chuyên về làm về sáo. Hôm nay anh em lặn nội từ Đông Tảo xuống. Không, đường xá xa xôi. Đường xá xa xôi. Đi giao lưu. Đây tí nữa nôi con này ra, em kéo con diều ra cho anh xem nào. Kéo con diều này ra. Con diều này chắc tầm 3,5 m đến 3,8 m tầm này, tầm đấy rồi. Đến không? Tầm 3,5 m, 3,8 m thôi. Cái con này thì cắm quả nào được? Con trắng này này. Quả đỏ à? Ờ, thì cắm quả quả đỏ vào nhé. Cắm quả quả đỏ vào, lên cho anh em xem nhá. Bộ này rất đẹp luôn. Đấy, anh em nào có nhu cầu cần pass lại quả này thì cứ comment bên dưới. Mình hỏi giá xong mình post lên cho anh em xem. Đấy, chân mấy cẳng vẫn đã khỏi đâu. Tai nạn lao động nhỉ? Gọi là tai nạn lao động là chuẩn đúng không? Tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng mà đấy cũng đúng là đi đang lao động còn gì nữa. Đen thôi, đỏ quên đi. Các bạn nhìn này. Dán băng dính vào khâu đúng không? Có khâu không? Đây là dán băng dính đúng không? Không, khâu mới dán băng dính này, các bạn nhìn này. Đường chính. Nó dính luôn. Con này chơi gió. Con này diều nhẹ lắm, không bị nặng lắm đâu. Nhẹ. Chân tập tễnh mà đi thả diều. Bây giờ bắt đầu đu lên nhá, cho anh em xem. Đấy, lên rồi đấy các bạn. Cái diều này nó cũng nhẹ nên là lên nó dễ hơn, lên hơn là những cái diều lắp ghép bình thường. Ghê đấy. Ui trời. Động gái bật tí nữa thì liệu cắt này có tí đứt bố cái chuối không? Đứt chuối không? Eo trông thế mà võng nặng phết nhở. Kìa. Các bạn lên trên nhìn con này nó màu trắng nên là rất khó nhìn, chỉ nhìn được mỗi cái bộ ấy của nó thôi, sáo của nó thôi. Giờ dòng ra kia thôi. Cho nó
Ôi, video của mình đến đây là kết thúc thôi. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Nhớ để lại cho mình một đăng ký nhá. Một đăng ký không? Like video nhá. Xin chào mọi người, bye bye.